Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Cái meta này ấy, nó có rất nhiều những cái thứ mà chúng ta vẫn chưa tìm hiểu được hết đâu anh em ạ. Rất nhiều đấy, như cái clip ngày hôm trước ấy, anh em cũng thấy là nếu mà chúng ta chơi Sivet mà chúng ta có một cái chiếc long bào thì nó còn không gọi là siêu đẻ rồi anh em ạ, mà nó phải gọi là cụ tổ của siêu đẻ luôn, thật thề. Một cái đội hình mà đẩy 50 máu, thậm chí tôi còn nghĩ nó có thể đẩy được nhiều hơn cơ. Chứ còn 50 máu là vì là chơi gặp với cả 5 rồng 9 mét rồi đã clear bớt đi rồi đấy. Chứ còn nếu mà không clear bớt thì cỡ đâu đấy 100 máu nó cũng là còn là ít. 100 máu mà đẩy 50 máu thì cũng chỉ 2 round là đi thôi. 2 round là đi mà. 2 round đi thôi. Đấy. Mà cái trận trước nha là tôi chơi Saman đấy, chứ còn tôi cũng chưa có ý định là tôi chơi siêu đẻ đâu. Thế mà nếu mà như cái trận này nhá, nó cũng có con mèo 5 đô luôn. Mà bây giờ chúng ta chơi Sivet mà chúng ta xác định là chúng ta chơi siêu đẻ thì sao? Đấy, chơi siêu đẻ ngay từ đầu thì làm sao nào? Thì nó còn căng nữa, bởi vì làm sao? Bởi vì là chúng ta sẽ lấy những cái món đồ siêu đẻ. Chúng ta sẽ lấy những cái đội hình, những cái con tướng siêu đẻ vào. Thì không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ anh em nhỉ? Liệu rằng chúng ta có một cái kỷ lục ở trong cái trận đấu nhanh nhất không? Trước đây chúng ta đã có những cái kỷ lục trận đấu dài nhất trong lịch sử AutoChess rồi. Đấy. Thì liệu rằng là chúng ta có thể chơi cái bộ Sivet kết hợp với Long Bào và bộ siêu đẻ kết hợp với nhau để tạo ra được một cái trận đấu mà nhanh nhất trong lịch sử AutoChess không? Hôm nay tôi sẽ thử nha anh em nhá. Phải nói thật là cái Long Bào ấy, nó xuất hiện nó làm cho chúng ta hơi hoang mang. Thì có rất nhiều cái line up hay kết hợp với nó, rất hay. Đấy, đặc biệt là cái bộ siêu đẻ bây giờ nâng cái tầm của cái bộ siêu đẻ lên một cái tầng cao mới rồi, nó không còn như trước nữa. Bộ siêu đẻ một thời gian là nó cũng vắng bóng đi bởi vì nó yếu hơn so với những cái bộ khác. Và tôi nghĩ ở trong cái thời điểm hiện tại thì cái bộ siêu đẻ nó lại căng rồi đấy anh em ạ. Những cái món đồ nó chủ yếu là dồn vào những cái món đồ tím, lấy long bào RO này, rồi thì sách và những cái món đồ tím thôi. Rất thích hợp để chơi siêu đẻ trong meta này. Và tôi đang dự đoán là cái meta này có thể nó sẽ là dần về là cái siêu đẻ đấy. Có rất nhiều anh em bảo là đây là cái meta của cái bọn Greater. Mà tôi không nghĩ thế anh em ạ. Greater thì đấy là do anh em nghĩ thế thôi. Chứ còn tôi lại nghĩ ngược lại. Do là người ta chơi quá nhiều Greater mà người ta không để ý những cái đội hình khác thôi. Chứ còn meta này có nhiều đội hình chơi được lắm. Đấy, đặc biệt là cái bộ siêu đẻ tôi đang thấy là nó cũng rất có khả quan và tôi đang rất thích chơi. Nếu đẩy rất nhanh. Greater tôi sợ là đến cái lúc mà nó form được đủ bộ chưa chắc nó đã kịp là sống đâu. Greater gặp Insectoid thì cứ phải coi chừng. Đấy. Greater nó cần nhiều đồ lắm. Nhất là nó phải đổi đồ tím và nó lấy cái gậy như ý. Bây giờ có nhiều cái sự lựa chọn trong cái bộ Greater nhưng cái sự lựa chọn tối ưu nó vẫn sẽ phải là một cái nhẫn. Một cái nhẫn ở cái món đồ tím. Đấy. Và có thể nó sẽ làm cái bình minh nếu mà lấy sớm. Vậy thì lấy đâu ra gậy như ý để mà counter vào Insectoid này? Chưa chắc đâu nhá. Bây giờ hai bộ đấy gặp nhau chưa chắc là bộ nào ăn được bộ nào đâu anh em ạ. Nhất là siêu đẻ bây giờ mà nếu mà ra là cái long bào thôi. Thực ra nó có rất nhiều những cái sự lựa chọn ở cái món đồ tím để mà chơi siêu đẻ. Trong khi bọn Greater nó phải đổi món đồ cam cơ. Nó chỉ lấy một hai món đồ tím thôi. Đấy, còn chủ yếu là đồ cam. Trong khi cái bọn này nó chủ yếu lấy đồ tím. Nên là nó đánh nhanh thắng nhanh thôi anh em ạ. Đánh nhanh thắng gọn. Rất là ok luôn. Đấy, và nếu mà có mèo 5 đô nhá thì thực sự là nó không cần đồ mana luôn. Cũng không sợ Tabu Witcher. Cứ bảo là Tabu Witcher bây giờ kẹp với cái bộ Greater thì nó kinh khủng quá. Tôi cũng chả thấy nó kinh khủng gì cả luôn. Bình thường, quá bình thường luôn. Nó không Imba như kiểu mấy cái meta ngay trước đâu anh em. Làm sao mà có thể mạnh bằng cái meta ngay trước đây. Ngay trước cái meta này luôn. Meta Aegisid đúng không? Quá kinh khủng. Bây giờ mới bắt đầu lép đấy. Chuẩn bị lép hay là meta Witcher đánh mà không tăng mana. Ôi dồi ôi, cái meta đấy mới gọi là khó chịu. Chứ còn bây giờ Tabu Witcher gọi là burn mana một tí thôi. Rồi tung trưởng thôi. Cũng không khó chịu lắm anh em ạ. Có đồ kháng phép vẫn chơi ngon mà. Thực ra con Tabu Witcher bây giờ nó chỉ hơn cái con Tabu Witcher một tiền ở cái chỗ là thứ nhất là burn mana của nó thì nhanh hơn đúng không? Đấy, thứ hai là gì? Thứ hai là cái khả năng mà nó dồn đam bằng đam phép ấy.
Thì bây giờ có thể tăng cường kháng phép bằng cách là kẹp cá hoặc là bằng cách là lấy cầu vực thẳm là xong. Đơn giản. Nó không như là cái bộ Witcher mà đánh không tăng mana đâu anh em ạ. Lúc đấy mới khó chịu. Đánh không tăng mana, không tung được trưởng, cực kỳ khó chịu luôn. Còn bây giờ cái thứ mà khó chịu ấy, nó chính là cái nhẫn ấy anh em ạ. Cái nhẫn ở món đồ tím ấy, nó rất là khó chịu luôn. Đấy, và chắc chắn là bọn Glitter nó sẽ phải lấy cái món đấy rồi. Bắt buộc là nó sẽ phải lấy cái món đấy. Mà cái bộ Glitter thì nó cũng sẽ là một cái line up mà tại sao nó lại là bây giờ lại chơi nhiều. Bởi vì nó sẽ không sợ cái món nhẫn đấy anh em ạ. Đa phần người chơi bây giờ là sợ, rất sợ cái nhẫn tím. Cái khả năng của nó là cực kỳ mạnh. Và tôi nghĩ là với cái khả năng của cái nhẫn tím ấy thì lẽ ra nó phải là một cái đồ cam chứ không phải là đồ tím. Khẳng định với anh em luôn, đấy là sức mạnh của một cái đồ cam. Cái lượng block dam nó rất là lớn. Thậm chí là nếu mà so với cả khiên thiên thể thì nhiều khi là nếu mà so sánh một vài cái trường hợp thì nó còn mạnh hơn cái khiên thiên thể. Cái khiên thiên thể nó chỉ block được có 60 dam thôi đúng không? Đấy, block 60 dam thôi. Nhưng mà ấy, cái nhẫn nó block tới 120 dam, tức là nó gấp đôi. Nếu mà gặp những cái thằng đánh tay rõ ràng là hơn khiên thiên thể rồi. Tất nhiên là khiên thiên thể nó có cái khả năng phản đòn. Nhưng mà trời ơi, cái nhẫn ý nó có khả năng là khống chế rất là mạnh. Nó khống chế liên tục luôn. Giống như là skill của con Phượng Hoàng. Nhưng mà nó ở một cái tầm cao hơn khi mà nó diễn ra liên tục trong vòng 2 ô. Khiến cho đối thủ không thể tung được skill. Cũng không thể dùng được đồ. Không dùng được đồ luôn mà. Bị khóa trái luôn là đồ với cả skill không dùng được luôn. Đấy. Cực kỳ khó chịu. Thì nó cũng ghê. Còn cái phản, giáp phản thì nó phản được trưởng. Nhưng mà bây giờ có tung một trưởng đâu mà phản đúng không? Cầm cái nhẫn có tung một trưởng đâu mà phản. Thế tôi đánh giá là hai cái món đấy nó cũng tương đương nhau luôn. Mà không hiểu sao mà nó lại là một cái món đồ tím. Rất sai. Nghe chừng đâu đấy là nó rất là sai luôn. Thế mà update mới đây này, sắp tới đây khoảng đến ngày 23 đấy là có update thì lại chưa thấy có cái sự thay đổi gì. Cái nhẫn nó vẫn thế, chưa có sự thay đổi. Nó vẫn chưa chuyển sang cái món đồ cam. À, thế thấy hơi lạ nhỉ anh em nhỉ. Thì nó vẫn là một cái món đồ mà rất là imba trong thời điểm hiện tại. Đấy, và đấy nó là một cái thứ rất là đáng sợ trong thời điểm hiện tại. Chứ không phải con Tabu hay là cái con Ngộ Không mà xuống 4 tiền đâu anh em. Con Ngộ Không nó xuống 4 tiền thì nó cũng mạnh. Đấy, nhưng mà nó vẫn phải lên được 2 sao cơ. Mà một con 4 tiền lên 2 sao thì nó cũng vẫn khó chứ nó không dễ. Đấy, nhiều khi cái sức mạnh của cái con Ngộ Không này ở 4 tiền 2 sao ấy, nó cũng chỉ gọi là nhỉnh hơn một chút so với một cái con 5 tiền 1 sao ở cái meta trước thôi. Con Ngộ Không meta trước 5 tiền 1 sao, cái lượng máu của nó cũng tương đương. Lượng đam của nó cũng nhiều. Cũng gần tương đương với cái con 2 sao 4 đô rồi. Còn nếu mà Ngộ Không lên 2 sao mà ngày trước ấy, 5 đô thì nó còn mạnh hơn hẳn luôn. Cái lượng đam nó mạnh hơn hẳn và cái lượng máu của nó cũng hơn hẳn luôn. Đấy, bây giờ nó giảm đam, giảm máu thì đương nhiên nó xuống 4 đô thôi. Nó chỉ dễ ra hơn thôi. Nhưng mà lên 2 sao thì nó cũng không dễ đâu, nó cũng khó. Ơ kìa, thằng kia nó quýt rồi kìa. Không cắt được chơi quýt luôn ạ. Xả tiền không cắt được chơi quýt luôn. Chơi cục tính thật sự. Phải lường trước xem đối thủ như nào. Như đối thủ cũng đang chuỗi xanh và up lên 7. Phải nhắm xem có ăn nổi không. Như này chúng ta phải chơi 4 beat được. Cho 4 beat vào đi. Đây. Biết đâu đấy gặp cái thằng có chuôi kia chúng ta lại ăn được đúng không? Như này có thêm lượng đam để từ con mèo. Trận này tôi mua tạm mấy con bít và chơi thôi anh em ạ. Chứ còn tôi hướng tới là cái bộ Insectoid cơ. Trận này là phải Insectoid. Có mèo 5 đô mà có Bad Omen. Chơi Insectoid nó rất là ok. Không biết là anh em có cùng với cái suy nghĩ như tôi không. Tức là cái món nhẫn ấy nó phải lên đồ cam anh em ạ. Nhưng mà sẽ có nhiều người là cũng không muốn cái món đấy lên đồ cam đâu. Sẽ thích là đánh ở món đồ tím hơn. Để chơi những cái bộ kiểu bây giờ nó có mấy cái line up mà giống như kiểu quay về ngày xưa ấy. Là line up full thủ ấy.
như kiểu là 9 warrior kẹp với cả con rồng 2 tiền đấy, hay là cái bộ Metalite đúng không? Ra quen chơi là Metalite kẹp với rồng 2 tiền đấy, là nó cũng là sẽ là những cái món đồ thủ. Thì lấy những cái món đồ thủ, những cái món tím thì nó rất là ngon. Nó khá nhiều những cái món thủ khỏe ở cái đồ tím. Đấy. Như kiểu giáp xoay này, rồi nhẫn, rồi BKB, hay là giáp trừ tà chẳng hạn. Khá nhiều món thủ ở trong cái đồ tím. Đồ cam thì nó sẽ có khiên thiên thể và nó sẽ có là giáp xương. Nhưng mà nếu mà để nhẫn ở cái món đồ tím thì ở trong cái món đồ tím nó sẽ có 4 đồ cho cái đội hình phu thủ. Đấy, trong khi đấy là đồ cam chỉ có 2 đồ thôi thì người ta sẽ chọn, người ta rèn những cái món đồ tím. Còn nếu mà đẩy lên món đồ cam ấy thì thứ nhất là nó sẽ mất thêm 2 cái món đồ nữa để rèn ra 2 cái đơn vị đồ. Đấy, thứ hai là gì? Là nó sẽ chia đều những cái món tím và món cam, nó sẽ là mỗi món nó sẽ có 3 đồ là đồ thủ. Thì thường là người ta sẽ chọn là rèn đồ cam hơn. Bởi vì làm sao? Bởi vì trong đồ cam nó sẽ có cái bất diệt và nó có cả cái món hút máu cuối nữa. Đấy, nên là cái bọn mà chơi phun thủ thì nó cũng cần những cái món đồ đấy. Thì thường là người ta sẽ chọn là rèn đồ cam hơn. Nhưng mà nếu mà đã xác định chọn rèn đồ cam rồi ấy, thì những cái món đồ tím ấy, may mắn thì nó ra được cái giáp trừ tà, hoặc là nó ra được cái giáp xoay thì ngon. Còn đa phần là sẽ không lấy được 2 cái món đấy, nó cũng khó ra. Hay cái BKB chẳng hạn, nhiều khi gặp mấy cái bọn mà chơi bắn trưởng thì nó vẫn có thể là thua như bình thường. Đấy, nên là chơi nếu mà để đồ tím thì ngon hơn. Tức là một công đôi việc luôn, lấy được cả kháng phép luôn. Vừa lấy được kháng phép, vừa lấy được những cái món đồ thủ. Đấy, còn những cái món đồ cam thì hên ra được cái mặt lạ hút máu hoặc là cái bất diệt là ngon rồi. Còn mấy cái kia thì không phải đổi. Giáp xương, giáp giết các thứ cũng không cần thiết lắm. Chủ yếu là lấy được cái bất diệt với cái hút máu cuối thôi. Thế nên là rất nhiều người là nếu mà đam mê về cái bộ đấy vẫn thích là nó sẽ là ở cái món đồ tím hơn. Đấy, cái nhẫn ấy. Chứ còn để món đồ cam thì nó vẫn được, nhưng mà nó chơi nó sẽ phức tạp hơn. Nó tốn đồ hơn. Nó sẽ tốn những cái đồ để đổi hơn, và có thể là nó sẽ rèn ra những cái món đồ mà có thể đen và không rèn ra những cái món đồ như ý. Đấy. Rất có thể là sẽ là như thế. Tất cả các đội hình bây giờ ấy, chỉ trừ cái bộ Saman thôi, còn bộ nào nó cần những cái món đồ trấn phái. Đấy, như là tôi chơi Sivet chẳng hạn nhá, như ở trận đấu này thì nó rất cần là cái long bào ấy ở một cái món tím. Đó. Mà chúng ta chơi Gladiator nó rất cần là cái nhẫn. Cái nhẫn chơi Gladiator khống chế rất là căng. Thì nó đều có những cái trấn phái của riêng từng bộ. Bây giờ chỉ có một cái bộ duy nhất mà không cần trấn phái, nó chính là cái bộ Saman thôi. Bộ Saman bây giờ thì đa phần là các anh em chơi cũng chỉ chơi 6 Saman thôi. Chứ còn bây giờ không chơi 4 Saman nữa. Nếu mà đã chơi 6 Saman rồi thì là người ta random đồ đó. Người ta chắc chắn là người ta sẽ không có dồn đồ cho những con tướng khác đâu. Chủ yếu là dồn đồ cho các con tướng Saman. Để lấy cái lợi thế là nhân đồ lên. Lấy cái lợi thế là hóa được những cái món đồ cam sớm. Thì chơi Saman người ta cũng chả cần phải là rèn cái đồ trấn phái làm gì cả. Bởi vì nó random hết mà. Đấy, nhưng mà theo một vài ý kiến của anh em có comment ở dưới những comment của trong những cái video clip của tôi ấy, là cái bộ Saman ấy bây giờ là nó có một cái này mà anh em cần lưu ý. Đấy chính là lấy những cái món đồ mà có khả năng active skill. Đấy, tức là dùng skill chủ động ấy thì anh em sẽ được hóa luôn. Thì cái này thì tôi cũng chưa xác nhận lắm, bởi vì tôi chưa chơi lại anh em ạ. Tôi không để ý. Đấy, có thể là tôi xem những cái video trước của tôi ấy, thì tôi thấy là đúng là những cái món đồ từ những cái món đồ xanh dương trở lên ấy, hoặc là những cái món đồ xanh là cây như là cái tẩu, thì tôi thấy là khi mà kích hoạt tẩu hay kích hoạt một cái món đồ xanh dương thì nó hóa luôn thật. Đấy, nhưng mà nhiều anh em nói là có cả cái blink hoặc là những cái món đồ khác ở những cái món đồ xám ấy, có cái khả năng là khi mà dùng skill của đồ, tức là đồ chủ động thì nó hóa luôn. Thì tôi cũng kiểm tra lại những cái video clip cũ của tôi rồi, và tôi không thấy là khi mà sau khi blink mà nó hóa luôn. Đấy, thì tôi cũng chưa dám là xác nhận với anh em.
ở trên kênh. Đấy, tôi thực sự tôi chưa dám là kết luận, bởi vì tôi chưa chơi lại. Nhưng mà nếu mà tôi chơi lại và tôi kiểm tra kỹ thì tôi sẽ kết luận lại. Bởi vì có thể, rất có thể là những cái clip của tôi ấy, nó trước cái thời điểm mà nó hóa được. Tức là tôi làm xong thì có những cái update mà nhà phát hành người ta không nói cho chúng ta biết là họ update, họ sửa sửa ngầm chẳng hạn. Đấy, bởi vì đầu meta mà anh em ạ, đầu meta big update thì có rất nhiều những cái lỗi, và người ta thấy, nhận thấy là người ta sẽ sửa dần. Và sửa trong cái quá trình mình chơi thì chúng ta chơi, người ta không thông báo thì chúng ta không biết được. Đấy, rất có thể là những cái video clip đầu tiên của meta nó sẽ khác, nó sẽ có những cái khả năng khác so với cả khi mà nó ổn định cái meta rồi. Đấy, sau khi ổn định có thể người ta sẽ thay đổi để giúp cho cái sức mạnh của đội hình nó được cân bằng hơn chẳng hạn, thì nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi đó. Thế nên là ngay tại cái thời điểm mà tôi ra cái video clip này, đấy, tôi chơi cho anh em, thì tôi cũng chưa biết được là cái bộ Saman ấy nó đã thay đổi chưa. Có phải là cái con Saman khi mà chúng ta kết hợp với 6 Saman và chúng ta cầm một cái Blink thôi thì nó hóa luôn không, và phát hóa luôn khi mà sử dụng Blink, hay là phải đợi đầy mana thì nó mới hóa? Thì cái này thì tôi cũng chưa dám là xác nhận nha anh em nhá, chưa dám xác nhận. Còn anh em nào anh em chơi rồi anh em xác nhận thử xem. Đấy. Và tất nhiên là phải nhiều nhá, chứ còn một hai ông xác nhận thì cũng chưa biết ở đâu. Nó có một cái hiệu ứng nó gọi là Mandela đấy. Đấy, mà rất có thể là những cái quá khứ của anh em nó được nhìn nhận lại một cách sai lệch. Anh em có thể anh em trải qua anh em chơi nhưng mà anh em không có quay hay anh em không ghi lại hình. Anh em có thể nhớ nhầm hoặc nhớ sai những cái gì đang diễn ra thực tế nha anh em nhá. Nên là cái này chưa biết ở đâu. Và tôi đã kiểm tra lại những cái video clip mà tôi chơi Saman trước đây, thì thực sự là cái Blink ấy, nó Blink thì nó không có hóa được nha anh em nhá. Đấy, còn có các anh em mà chơi ở meta mới mà mới chơi có thể vào xác nhận. Đấy, và tôi nghĩ là cũng phải cỡ khoảng chục người xác nhận thì tôi mới tin. Đấy, còn tôi chưa tin khi mà tôi chưa kiểm chứng đâu. Tôi sẽ phải đích thân là tôi chơi. Đấy, nên là có thể là tôi sẽ chơi lại cái bộ Saman và chơi đúng như là những gì mà chúng ta hiểu. Đấy là có những cái món đồ mà active thì là cái bộ Saman nó hóa luôn. Thế cái bộ Saman nếu mà nó hóa luôn được ấy, thì nó cũng rất là ok. Tuy nhiên là nếu mà hóa luôn được thì có một cái là mặc dù là hóa nhanh đấy nhưng mà lại không tung được trưởng. Tức là nó sẽ sử dụng skill của đồ sau đó là hóa luôn, thì cái trưởng của nó, cái skill của cái con tướng đấy nó sẽ không sử dụng. Đấy, thì nó cũng hơi lãng phí một chút. Tôi thấy là thế. Nếu mà kết hợp với cả một con Zersaw có cái gương để nó có thể tung trưởng được thì nó cũng hay hơn. Nó tung trưởng được cái con trước khi hóa một phát và sau khi hóa tung được thêm một phát nữa. Như thế nó không khác gì là chúng ta cầm cái RO cả. Đấy. Nên là trong một vài trường hợp thì hóa nhanh thì ok đấy, nhưng mà cũng có những cái trường hợp thì hóa chậm nó lại ok hơn. Có một vài trường hợp hóa chậm ok hơn. Active skill sau cũng được. Chỉ có là đừng quá chậm thôi, đừng quá chậm để đến mức mà bay màu rồi mà bắt đầu hóa thì chắc là thế thì thua. Đấy, còn hóa chậm nó cũng ok ở một cái chỗ là nếu mà anh em vào anh em hóa luôn ấy thì anh em chỉ còn có 20 giây để anh em xử lý đối thủ thôi. Nhưng mà anh em hóa chậm một chút, anh em hóa chậm một chút thì được thêm cái thời gian, đúng không? Được thêm cái thời gian để anh em có thể là tiến đối thủ lâu hơn chẳng hạn, hoặc là có đủ thời gian để giết đối thủ. Đấy, chứ còn nhiều khi hóa sớm quá ấy, 20 giây chưa kịp tiêu diệt đối thủ, thế là sau 20 giây là toang luôn. Sau 20 giây là thua, tự thua. Cầm bao nhiêu đồ cam thì cũng thua thôi. Bởi vì đối thủ một khi chỉ cần một con trụ lại được thôi thì là thắng rồi. Đấy, và đấy nó sẽ là một cái chết từ từ của những người chơi Saman. Tôi đã gặp cái trường hợp như thế rồi, chính bản thân tôi chơi. Đó là một cái chết từ từ luôn khi mà chúng ta không thể ăn được ai cả. Con mèo này cứ mua sẵn tí lúa mà lên được 3 sao chơi, còn không lên được thì thôi. Vẫn kết hợp được với insect bình thường anh em nhé.
Đội hình này chắc là lên lên dần lên 9 không, chuyển sang Insect thôi. Lên 9. Tôi nghĩ là sẽ phải lên 9, còn lên 10 thì thôi từ từ. Lên 9 form cái đội hình Insectoid, sau đó có thể kiếm cái con mèo 5 đô. Đấy, và những cái món tím ấy thì chúng ta sẽ cố gắng đổi ra cái long bào anh em nhá. Món long bào. Chơi Insectoid bây giờ có long bào cực kỳ khỏe luôn. Coi như đây là một cái món trấn ấy, ngoài cái trứng, cái trái trứng Insect ra thì đây là một trong những cái món trấn ở cái bộ này luôn. Kích hoạt khả năng Insect. Tôi vẫn chưa có trứng đâu. Với cả tôi đang cũng đang có ý định rèn ra cái quả trứng đấy anh em ạ. Rèn ra quả trứng và rèn ra cái áo long bào. Có khi cái bộ này nó chỉ cần hai cái món đồ đấy thôi là nó đủ chơi rồi ấy. Thừa đồ thì đây tôi đã có cái mấy cái món đồ mà khá là phù hợp với cái bộ đẻ. Cái tẩu rất là phù hợp với cái bộ đẻ rồi. Này còn hai tẩu nữa. Một cái tẩu sẽ dành cho con gấu, một cái tẩu sẽ dành cho con heo. Còn nếu mà cao cấp hơn mà lên được 5 sao. À lên được 5 đô 2 sao. Ví dụ như là con Batman chẳng hạn thì có thể lấy tẩu cho Batman luôn. Cầm trứng cầm tẩu luôn. Batman mà nếu mà đổi ra được cái RO này rồi quyển sách nữa thì quá tuyệt vời. Ui đây rồi. Hay quá nhờ. Được đấy. Như này đấy. Ok. Chờ Battleman nó gọi đệ nhanh hơn. Skill gọi đệ nó sẽ tăng khả năng, tăng cả tốc đánh nữa. Gặp phải đẩy chắc vãi cứt luôn này. Ây à. Mày qua con Ngộ Không là clear bớt đi anh em ạ. Ui nhưng mà cũng còn 36 máu đấy. Phải form với Insect rồi anh em ơi. Mà rau này rau quái. Rau này rau quái từ từ đã. Rao sao tôi sẽ xả tiền. Rao sao chắc chắn là sẽ phải về Insect thôi, không là sắp đi rồi. Thực ra là bây giờ là đã có 3 con rồi. 3 con Insect rồi. Bây giờ chỉ thiếu một con Insect nữa. Hoặc là lao này ra cái trái trứng thôi. U ra luôn này. Hay quá. Thế đủ bộ rồi đấy. Đủ bộ Insect rồi. Gấu à, gấu cũng chơi nhá. Bốn Insect đã này. Thank you.
Ok. Trận này có 9 assassin Ryu à? Ngon rồi đấy anh em ạ. Gấu 2 sao cầm đồ Insectoid là ngon rồi. Ok. Heo này. Tạm thời cứ mua con đát này nữa. Biết đâu đấy lại cần dùng. Heo tiếp. Ui mèo 5 đô. Được. Thế thì lên 10 thôi. Ok. Đủ tiền lên 10 rồi. Đao sau dí lên 10 thôi anh em ạ. Bỏ hai con heo vào. Thế là ok rồi đấy. Bây giờ chúng ta đủ bộ rồi. Chúng ta tương đối mạnh rồi. Mà chắc là vẫn thua thằng này. Bốn mươi tia lít à? Tôi sẽ đổi một cái món đồ tím cho con mèo nhá anh em nhá. Đổi cái long bào. Ui đen thế. Ai à. Ra cái món đồ mà chắc là cũng không cần dùng đến. Đồ này chả có con nào bắn trưởng cả. Hơi phì đúng không? Thôi lên 10 đó. Nhưng mà cái gậy bão ấy, nếu mà Bad Omen mà cầm thì chắc chắn là vào là tung trưởng luôn. Thế là vào là tung trưởng được luôn rồi. Battleman này nó ở trong cái bộ Warlock nó đã được cộng sẵn 40% mana rồi mà. Sailing Assassin 2 sao ạ. Ui em nhìn kìa. Ủa, con Sailing Assassin của đối thủ bay màu trong một lốt nhạc anh em ạ. Vãi đái. Ui, mạnh thật sự luôn ý. Bay màu luôn, 36 máu giật mình. Nó còn không nghĩ là nó có thể bay màu được ấy. Đối thủ không nghĩ là bay màu nên là đối thủ giật mình phải sang nhà tôi để soi luôn. Tại sao? Cái trước bao có tác dụng với cả đánh vật lý không nhỉ? Tại sao mất máu nhanh thế nhỉ? Cái trước bao này cũng khá là hay đấy. Quả vừa rồi là có cái trước bao nên là đối thủ không tung được skill, không bật được giáp lên. À không phải, không phải, không phải. Tôi nhớ ra là tôi ngoài cái trước bao ra tôi còn có cái gậy Silent. Đấy, cái Orchid cũng có thể là cấm được. Không cho đối thủ tung trưởng. Rồi bây giờ đến Exit. Cũng vậy thôi. Trưởng bão bật lên. 57 máu cũng không là nhiều đâu nha. Gặp siêu đẻ. Siêu đẻ này vẫn còn chưa có long bào đâu đấy. Dã man. Ui rồi anh em nhìn kìa. Đẩy 40 máu luôn. Và đây là đẩy cả hai nhà nhá. Đẩy cả hai nhà một lúc luôn. Round này phải cố gắng lấy được cái long bào mới được. Hy vọng sẽ ra long bào. Round này sẽ có một cái món đồ tím. Và nếu mà không ra sẽ random một lần nữa. Chúng ta sẽ đổi một lần. Tức là round này có thể lấy được hai món đồ tím nhá. Kiểu gì cũng phải lấy được cái long bào. Kiểu gì cũng sẽ phải lấy được sách. Hoặc là long bào hoặc rô. Để cho Bad Omen nó có thể cầm được những cái món đồ chấn phái của nó.
này nói chung là cực kỳ đẩy kinh ấy. Chủ động chơi Insectoid rồi đẩy kinh khủng lắm. Nhưng mà tốc độ trận đấu này cũng bởi vì tôi form chậm quá nên là nó cũng không được quá nhanh. Nhưng mà anh em xem kìa, đánh cũng đau quá mới chứ. Mấy sách không nhỉ? Lô. Lô ngon hơn sách ấy. Mà chị Bad Omen thì lấy lô ngon hơn. Thôi rồi, đổi một cái món đồ nữa để kiếm cái long bào anh em nhé. Không đủ luôn. Cũng thiếu một đồ để lấy cái món đồ tím anh em ạ. Tôi thì bây giờ tôi không muốn vứt cái tẩu đâu. Cái tẩu nó khá là khỏe ấy. Tẩu để lại cho tướng nó cầm, nó sẽ tăng cái tốc đánh của tướng lên. Ơ, rau này vớ vẩn thua này. Trông cái con phong vũ của nó khỏe quá nhở. Ây da, phong vũ của giáp xoay rồi. Khỏe đấy. Đi rồi kìa. Rồi, thế là có một cái món đồ để đổi món tím được rồi. Ăn được con này không? Ê à, vẫn ăn cơ. Tưởng thua nhưng mà lại ăn. Thôi rồi, bây giờ đổi món tím này. Quan trọng là phải đổi ra cái long bào này. Xem có đổi nổi cái long bào không nhé. Hy vọng là có. Ui giời, đây rồi. Tất nhiên là nó có cả quyển sách, nhưng mà tôi sẽ phải chọn long bào trước. Nói xong rồi đấy. Vậy là chúng ta chơi Sivet và chúng ta đã lấy được cái món đồ trấn phái của nó rồi. Bây giờ thì nó là một cái đàn châu chấu anh em nhé. Vẫn như cái trận đấu trước thôi, bổn cú soạn lại thôi. Một cái đàn châu chấu. Và cái đàn châu chấu này sẽ làm gỏi đối thủ luôn. Ok, 33 máu thì chắc là không sống thọ được rồi. Ui anh em nhìn vào phòng vũ kìa. Phòng vũ. Phong vũ bay màu. Thôi xong rồi. Cỡ này chắc là cũng phải ít nhất là 40. Ôi ôi, 47 màu anh em ạ. Tiếc quá là chúng ta chỉ được có một round để chứng kiến cái sức mạnh của cái bộ Sivet kẹp cái siêu đẻ và cái áo long bào. Tôi vẫn rất là thích chơi tiếp cái bộ này, vẫn còn đam mê lắm anh em ơi. Đấy, mà nếu mà anh em thích thì anh em có thể anh em hãy để lại dưới phần comment nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.